Quý Châu xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2015. Chương trình phát hình của bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có bản tin phân tích thời sự do Võ Thành Nhân và Nguyễn Văn Khanh thực hiện. Sau đó là chương trình Nhịp sống quanh ta. Để bắt đầu chương trình, Quý Châu xin gửi đến quý vị bản tin phân tích thời sự về Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Toàn cầu do Liên Hiệp Quốc tổ chức lần thứ 21 tại Pháp với sự tham gia của hơn 190 quốc gia do Võ Thành Nhân và Nguyễn Văn Khanh thực hiện. Trước hết chúng tôi xin được kính chào quý vị và xin được kính chào anh Nguyễn Văn Khanh. Dạ vâng, từ Washington một lần nữa tôi là Nguyễn Văn Khanh. Trước hết xin gửi lời chào đến Võ Thành Nhân mà không quên gửi lời chào đến quý khán thính giả của SBTN. Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Toàn cầu, nó có cái ý nghĩa đặc biệt nào đối với lại tất cả những cái quốc gia trên thế giới vậy thưa anh? Tôi nghĩ rằng là có rất nhiều cái ý nghĩa mà tôi tin rằng là tất cả đều là đặc biệt. Cái điểm đầu tiên là tất cả một quốc gia, 195 quốc gia hội viên của Liên Hợp Quốc đều hiểu rằng là hiện tại bây giờ cái vấn đề môi trường và cái vấn đề mặt đất ấm dần là cái nguy cơ cho thế giới. Cái nguy cơ đó chưa hẳn đó là cái nguy cơ ngay trong giờ phút này, cho bằng cái nguy cơ của tương lai. Tôi còn nhớ là trước khi rời Washington để đi Paris phó hội, trong một bài diễn văn, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có nói một điểm. Ông bảo rằng là cái trách nhiệm của chúng ta là cái trách nhiệm phải làm ngay bây giờ. Và chúng ta đừng quên là đừng có để cho thế hệ mai sau trách cứ chúng ta là đã biết những cái trở ngại, biết những cái khó khăn mà không lo để mà giải quyết. Tôi cũng còn nhớ là trong bài diễn văn đọc để mà khai mạc Thượng đỉnh Khí hậu Toàn cầu tại Paris, thì ông chủ nhà là Tổng thống Pháp, ông François Hollande. Ông có nói, ông bảo là cái trách nhiệm đang đè nặng trên vai của chúng ta và chúng ta phải tìm cách giải quyết. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của SBTN, đó là cái mối lo chung. Nhưng mà bên cạnh đó thì tôi cũng để ý thấy là có nhiều, mỗi một quốc gia họ hay là mỗi một khu vực họ lại có những cái mối lo riêng. Tôi xin đơn cử một thí dụ là mới sáng ngày hôm nay, tức là sáng ngày thứ ba tại Paris, trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Pháp ông François Hollande và 12 nhà lãnh đạo của quốc gia Phi Châu, các quốc gia Phi Châu họ bảo rằng là trước hết là các ông phải giúp cho chúng tôi. Chúng tôi không có điện, và nếu mà chúng tôi bây giờ chúng tôi muốn có điện thì chúng tôi phải dùng những nhà máy chạy bằng than, và như vậy thì chúng tôi thải cái lượng khí carbon, tức là CO2 ra quá nhiều, và như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường, nó sẽ tạo nên hiện tượng nhà kính và cái khí hậu của mặt đất sẽ ấm lên, và như vậy thì chúng tôi làm sai cái điều mà chúng tôi cam kết với các ông ngày hôm nay. Ngay tức khắc Tổng thống Pháp đưa ra một cái quyết định, ông bảo rằng là chúng tôi trong thời gian sắp đến, chúng tôi hứa là chúng tôi sẽ giúp cho quý vị tới hơn 10 tỷ đô la. Để làm gì? Để chúng tôi giúp cho quý vị xây các nhà máy điện và dùng những loại điện mà người ta gọi là những loại nhiên năng lượng tái tạo, tức là dùng điện qua ánh sáng của mặt trời hoặc là qua thủy điện vân vân và vân vân. Thì như vậy đó là cái chuyện nó phải giải quyết. Đối với lại một số quốc gia khác thì họ lại vấn đề điện không phải là vấn đề quan trọng. Tôi xin đơn cử là trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama với lại các đảo quốc nhỏ ở tại vùng Thái Bình Dương, họ bảo rằng là các ông ơi, hiện tại bây giờ là cái mặt đất ấm dần, thành ra là bởi như vậy những cái tảng băng lớn ở Bắc Cực, ở Alaska vân vân và vân vân, nó tan, và nó tan rất là nhanh. Và khi nó tan như vậy thì là cái mực nước biển nó dâng cao. Và họ bảo rằng là nếu các ông không giải quyết ngay bây giờ, chẳng bao lâu nữa là những cái hòn đảo của chúng tôi là sẽ chìm ngập dưới lòng nước biển. Thành ra các ông phải giúp cho chúng tôi cái điều đó. Và đồng thời là tôi cũng còn thấy là ở các quốc gia mà như là các quốc gia châu Á, tức là những quốc gia đang phát triển, thì họ lại có một cái mối quan tâm khác từ với anh. Và cái mối quan tâm đó thể hiện rất là rõ qua lời phát biểu của ông Chủ tịch Tập Cận Bình, là người lãnh đạo chính phủ Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình đưa ra ba điều. Điều thứ nhất, ông bảo rằng là cái nguy cơ này là cái nguy cơ ai cũng nhìn thấy. Điểm thứ nhì, ông bảo rằng là cái nguy cơ này không phải là bây giờ, nó không phải là cái chuyện xảy ra ngày hôm qua mà dẫn đến nguy cơ ngày hôm nay. Ông nhắc lại cái câu chuyện của hàng thế kỷ trước, khi mà các quốc gia Tây phương bắt đầu kỹ nghệ hóa công nghiệp của họ vân vân và vân vân, cái lượng khí thải nó rất là nhiều, tích tụ dần dần nó mới dẫn đến ngày hôm nay. Thành ra ông bảo rằng là như vậy đó thì các ông là những người đi trước
các ông là những người đã gây ra các nguy hiểm trước đây, bây giờ các ông phải giúp cho chúng tôi ngân khoản để chúng tôi có tiền, chúng tôi thực hiện những cái gì mà chúng ta đạt được ở tại Paris. Và một cái điểm thứ ba nữa ông Tập Cận Bình nói, ông cũng nói mà tôi nghĩ rằng đấy là rất đúng. Ông nói rằng là một mặt thì là các quốc gia đang phát triển ở châu Âu, ở châu Á, chúng tôi xin lỗi. Ông Tập Cận Bình nói như thế này, ông bảo rằng là một mặt những quốc gia đang phát triển ở châu Á, họ biết là họ phải giải quyết cái vấn đề mặt đất ấm dần, giải quyết vấn đề môi trường, giải quyết nhiều thứ chuyện cho để bảo vệ mặt đất. Nhưng mà một mặt khác thì đừng quên rằng là họ cũng vẫn cần phải phát triển kinh tế, bởi vì họ cần phải nuôi dân của họ. Thành ra bởi như vậy, thưa với anh và thưa cùng với là quý vị thính giả, mỗi một nhóm, mỗi một khối họ nhìn một cách khác nhau. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ở Thượng đỉnh Khí hậu Toàn cầu Paris 2015 là tất cả đều biết là chúng ta phải bảo vệ mặt đất, bảo vệ mặt đất ngay giờ phút này cho những thế hệ tương lai, thưa với anh Võ Thành Nhân. Cái vai trò của World Bank? Cái vai trò của World Bank thì đương nhiên đây là một cái vai trò rất là quan trọng, bởi vì là tất cả các quốc gia hội viên của Liên Hợp Quốc hầu hết đều là thành viên của World Bank. Nhưng mà những cái quốc gia tân tiến là những quốc gia góp nhiều tiền nhất vào World Bank. Và đương nhiên là cái chương trình này không thể nào chúng ta bỏ quên được cái vai trò của World Bank. World Bank sẽ là cái cơ quan tài trợ ngân khoản cho từng quốc gia một, cho từng tổ chức một, cho từng khối khu vực một, để họ thực hiện được cái chương trình mà như là mọi người đang mong chờ. Tức là làm thế nào để giảm bớt cái lượng khí thải, để cái hiện tượng mặt đất ấm dần nó không xảy ra mạnh và không xảy ra nhanh như bây giờ. Tức là chúng ta phải cứu nguyên mặt đất, bảo vệ môi trường. Đó là cái mục tiêu quan trọng. Và đương nhiên đó cũng là cái mục tiêu mà World Bank cũng phải nhắm đến, thưa bạn. Và World Bank sẽ giữ cái vai trò là nhận tiền của nhiều quốc gia trên thế giới để mà có được một cái chương trình hành động để mà phù hợp với vấn đề mà giảm những cái khí độc ở trong không khí. Trong đó những người cho tiền có cả Việt Nam. Điều đó hoàn toàn đúng. Tức là mỗi một quốc gia họ đều đóng góp. Tôi còn nhớ là trước khi Thượng đỉnh khai mạc, thì lúc đó là Liên Hợp Quốc có cả thể là 195 hội viên. 183 quốc gia trong đó có Việt Nam đã đưa ra cái bản kế hoạch hành động. Đây là những gì chúng tôi sẽ làm. Và đây là cái kế hoạch để chúng tôi thực hiện trong vòng bao nhiêu lâu. Muốn thực hiện cái kế hoạch này thì chúng tôi cần những gì? Chúng tôi cần những gì của World Bank, cần những gì của thế giới, cần những gì của những nhà tài trợ, tức là của những quốc gia tân tiến, chẳng hạn như là Hoa Kỳ và Âu Châu. Thành ra đương nhiên, cái đó là cái điểm quan trọng. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng đưa ra một cái lời tuyên bố. Ông bảo rằng là tất cả mọi quốc gia đều phải đóng góp. Ít nhiều là chúng ta phải đóng góp. Tức là chúng ta một mặt chúng ta nhận tài trợ, nhưng mà một mặt thì chúng ta cũng đóng góp vào cái quỹ, là quỹ bảo vệ mặt đất, cái quỹ bảo vệ môi trường. Thành ra là Việt Nam thì có đóng góp. Cái khoản đóng góp của Việt Nam, thưa với anh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, là một cái khoản rất nhỏ. Tôi được nghe nói là ông Nguyễn Tấn Dũng hứa là chỉ có tặng có $1,000,000. Đó chỉ là một cái biểu tượng, nhưng mà đó cũng là để chứng tỏ cho mọi người thấy, như Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, như ông Tổng Thư ký Ban Ki-moon của Liên Hợp Quốc, như ông chủ nhà là Tổng thống François Hollande nói, là những cái biểu tượng dẫu rằng nhỏ như vậy, nhưng mà nó chứng tỏ cái quyết tâm của toàn thế giới cho một cái mục tiêu chung, thưa bạn. Bên cạnh một cái hội nghị thượng đỉnh về khí hậu toàn cầu đó, có những cái buổi họp bên cạnh? Tôi nghĩ rằng là đương nhiên là chắc chắn là phải có những cái buổi họp bên cạnh, cái điều đó là cái điều rõ ràng. Anh có thể cho biết chi tiết? Tôi nghĩ rằng là một trong các buổi họp quan trọng mà tôi để ý thấy là cái buổi họp giữa Hoa Kỳ với lại Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Vladimir của Putin. Rồi sau đó cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ. Anh cũng rõ rằng là hiện tại bây giờ căng thẳng đang xảy ra giữa giữa Nga với lại Thổ Nhĩ Kỳ. Thành ra Tổng thống Hoa Kỳ đứng ra ông đóng một cái vai trò trung gian. Ông bảo rằng là ông hy vọng là Thổ Nhĩ Kỳ và Liên bang Nga vượt qua được những cái khó khăn, vượt qua những cái căng thẳng hiện tại để đi đến một cái mục tiêu chung. Cái mục tiêu chung là diệt trừ quân khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS. Ông bảo rằng là đó mới là cái mục tiêu quan trọng nhất mà chúng ta phải nhắm tới. Và rõ ràng là như vậy, thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của SBTN. Tôi cũng nhớ rằng là người ta ngay ở cái phần mở đầu của Thượng đỉnh thì 195 quốc gia tham dự, họ đều bảo là như thế này: chúng ta đoàn kết để chúng ta vượt qua được khủng bố, chúng ta đoàn kết để chúng ta chống lại khủng bố ISIS, thì không có một lý do gì để mà chúng ta không đoàn kết để mà chúng ta giải quyết cái tình trạng khí hậu đang ấm dần của mặt đất mà chúng ta đang sống. Xin được cảm ơn Nguyễn Bắc Khanh. Dạ vâng, cũng xin được cảm ơn anh Võ Thành Nhân, và không quên gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả của SBTN. Kính thưa quý vị, bản tin phân tích thời sự của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.
Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Cảm giác của ghế massage Luraco thế hệ thứ 7 i7 là cảm giác của sự hoàn hảo. Đột phá về kiểu dáng, sang trọng, hài hòa, trang nhã. Chạm nhẹ để thay đổi. Kỹ thuật cơ học và điện tử tối tân nhất thế giới. Hãy tận hưởng từng rung động và lắng nghe cơ thể bạn. Kiểm tra huyết áp là ghế duy nhất được FDA và UL phê chuẩn. Luraco không ngừng sáng tạo. Đoàn Cải Lương Hương miền Nam trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự Tân Niên Bính Thân, đêm hội ngộ Tân Niên 2016 vào lúc 7 giờ tối ngày Chủ nhật 17 tháng Giêng 2016 tại First Christian Church 6165 Lisbon Pike, Fortress, Virginia 22044 vào cửa tự do với sự góp mặt của nghệ sĩ Lệ Thu Thảo cùng các anh chị em nghệ sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn. Mọi chi tiết xin liên lạc giáo sư Kim Oanh 703-508-2787 hay nhạc sĩ Trịnh Phước Chí 703-981-9322. Năm mới sắp đến, năm mới sắp đến. Vườn Mai Vàng Florida sẽ phục vụ quý khách từ A đến Z. Vườn Mai Vàng Florida chuyên cung cấp cây ăn trái và cây kiểng bonsai. Đặc biệt nhất là mai vàng đã sẵn sàng để đón mừng xuân mới. Chỉ 30 đồng trở lên là quý khách có một cây mai, trưng trong ngày Tết hoặc khai trương cửa tiệm. Xin quý khách vào trang nhà maivangflorida.com hoặc gọi số 941-301-9251. 941-301-9251. Vườn Mai Vàng Florida xin trân trọng kính mời. Dược mỹ phẩm Labem Cosmeceutical chống lão hóa, giúp trẻ hóa da, làm căng da mặt, trừ tận gốc da bị nám, tàn nhang, đồi mồi và mụn bằng phương pháp thiên nhiên rất hiệu nghiệm. Làm ngày xưa nám rất là nhiều, khi nó nám hết nguyên một cái má bên này, nám rất là nặng. Thì ai loại xài 3 tháng thấy cái vết nám nó mờ rất là nhiều. Và Labem Ga năm 2007 em xài tới bây giờ luôn, em giữ luôn, em không có đổi sản phẩm nào hết, tại vì em thấy nó rất là tốt cho da của em. Sản phẩm được chế tạo dựa trên 20 năm nghiên cứu thành công về ngành da của tiến sĩ y khoa bệnh học Nguyễn Thượng Vũ. Căn bản nhất của cái bệnh trị nám là phải trị cái gốc của nó. Cái gốc của nó là gây ra bởi cái sự tương tác bất thường giữa các tế bào. Thì như vậy mình muốn trị cái gốc đó thì mình phải làm cho các tế bào hoạt động lại bình thường. Labem Cosmeceutical là sản phẩm an toàn nhất trên thị trường ngày nay vì chỉ dùng những hoạt chất thiên nhiên tinh khiết nhất dựa trên nền tảng khoa học vững chắc. Xin hãy gọi 408-258-2696. 408-258-2696 để tham khảo thêm chi tiết. Để có một làn da trẻ đẹp, hãy sử dụng dược mỹ phẩm Labem Cosmeceutical.